Thấy đúng không? Thế mặt nào của em mua cho có đẹp không? Đúng rồi, đẹp chỗ nào đấy nào. Đẹp chỗ nào đấy nào. Nó chả thấy cái gì đẹp cả. Mày Quân vẫn ngồi chơi. Em là người nhé. Quân là người nhé, anh biết là giúp tôi miệng. Đi bảo vệ thế thôi. Vâng ạ. Bảo vệ thế rồi á. Đúng vậy. Nhưng mà sao anh đại đang vui mà anh? Nhưng mà siêu anh hùng không có thật đâu. Chỉ có ở trong phim thôi. Chào mừng các bạn đã đến với Học Viện Anh Hùng. Wow. Chương trình gì đấy nhỉ? Nhiều siêu anh hùng, ví dụ như là người nhện, người sắt, đội trưởng Mỹ và rất nhiều siêu anh hùng khác. Các bạn có nhu cầu thì đến gặp mình nhá. Mấy đứa ơi, cơ hội của anh đi rồi. Cơ hội gì hả anh? Cơ hội để anh trở thành siêu anh hùng đi rồi. Anh đi tham gia đây. Sao anh đã lại tin chương trình này nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Wow, Học Viện Anh Hùng đi rồi. Sao Học Viện Anh Hùng như đồ dê thế này? Bắt bẫy rồi. Chuyện là người. Này, làm theo mệnh lệnh của ta. Thả tâm ra, người mau thả tâm ra. Thả tâm ra, thả tâm ra, thả tâm ra. Ngọc, sao tự dưng cậu lại ngồi một mình này? Em Quân đâu? Em Quân... ai lại bắt em Quân này kia? Cái gì? Em Quân bị bắt cóc à? Tớ xin lỗi, là do tớ không tốt. Giờ bọn mình phải đi tìm anh Đạt để báo anh giúp thôi. Không phải thế đâu. Các người